Sáng 2 tháng 1, ông Lee Jae-myung, lãnh đạo Đảng Dân Chủ đối lập bất ngờ bị tấn công vào cổ sau buổi tham quan sân bay mới tại thành phố Busan, miền Nam Hàn Quốc. Theo hãng thông tấn Yonhap, ông Lee Jae-myung, lãnh đạo Đảng Dân Chủ Hàn Quốc đối lập bị tấn công bằng dao khi đang đến thăm thành phố Busan hôm 2 tháng 1. Cụ thể, khoảng 10 giờ 27 phút sáng ngày 2 tháng 1, giờ địa phương, khi đang trao đổi với một phóng viên sau buổi tham quan sân bay Gadeokdo mới ở thành phố Busan, ông Lee bị một người đàn ông không rõ danh tính tấn công vào phía bên trái vùng cổ. Ông Lee hiện đã tỉnh táo nhưng vết thương vẫn tiếp tục chảy máu. Cảnh sát đã bắt giữ kẻ tấn công ông Lee ngay tại hiện trường vụ việc. Được biết, người đàn ông này đã hòa vào đám đông những người ủng hộ ông Lee để tiếp cận và xin chữ ký rồi bất ngờ tấn công ông bằng hung khí dài 20-30cm.